Căn hộ Officetel, cái tên này được ghép từ office và hotel, có nghĩa là loại căn hộ vừa được sử dụng để làm văn phòng lại vừa có thể lưu trú qua đêm như là phòng khách sạn. Đại diện một số doanh nghiệp bất động sản đã thẳng thắn gọi mô hình này là đứa con lai, và việc phát triển loại hình này lại càng trở nên sôi động hơn khi có sự tham gia của nhiều ông lớn trong lĩnh vực bất động sản. Vậy thực sự thì loại hình căn hộ Officetel được quy định dùng để làm gì và phải quản lý nó như thế nào? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời từ phía Bộ Xây dựng. Hiện nay, các quy định của pháp luật về các điều tiết, các cái đầu tư xây dựng, kinh doanh, các cái công trình xây dựng nói chung thì cũng đều có. Thế nhưng mà riêng các cái loại công trình là Officetel này á, là nó lưỡng tính giữa là có thể ở, có thể làm việc. Thì là pháp luật mà quy định cụ thể cho cái loại công trình này thì hiện nay là chưa có. Bộ Xây dựng thì cũng đã báo cáo rồi, và chúng tôi được biết là văn phòng chính phủ thì đang có văn bản để lấy ý kiến các bộ ngành, các cơ quan liên quan.